Em ra đây không chạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thiết lập, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Tường xin kính giới thiệu đến quý vị một vị thầy luôn luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường học hỏi Phật Pháp, đó là Thượng Tọa Thích Huyền Châu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần đầu tiên, chúng con cùng thỉnh thầy có lời chào quý khán thính giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chào Nhật Tường. Kính chúc đại chúng có một buổi sinh hoạt thật là vui vẻ. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy. A Di Đà Phật. Là đầu tiên, Nhật Tường xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe tâm an. Và đặc biệt nhất là khi theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp, quý vị luôn luôn hoan hỷ. Và có thể được nữa là quý vị cùng với Nhật Tường, chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi Vấn Đáp Phật Pháp ngày hôm nay. Tại vì Ngài Hòa Thượng Thiên Hóa có nói mà, nhất nhật vô hóa khả cải là nhất nhật vô không khả tạo. Một ngày mà chúng ta không hối cải học Phật Pháp thì một ngày đó chúng ta không tạo ra công đức. Cho nên chương trình này là nhằm mục đích tìm những đề tài có tính chất ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thực tại để cho chúng ta học hỏi những lời dạy vi diệu của Đức Phật. Và qua hy vọng qua cái đề tài ngắn gọn chương trình hôm nay thì đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng nhiều hơn. Và hôm nay chương trình xin kính giới thiệu đến quý vị ở đề tài cũng trong kinh Tương Ưng Bộ với chủ đề là cổ xe. Hy vọng qua đề tài này đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng được thanh tịnh hóa nhiều hơn. Giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị khởi tâm hoan hỷ, lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực từ bi thương thọ Thích Huyền Châu. A Di Đà Phật, chúng con thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Nhật Tường có vài lời giới thiệu cùng đại chúng. Giờ đây xin mời các vị đi vào nội dung chính của buổi sinh hoạt Vấn Đáp Phật Pháp hôm nay, với đề tài cổ xe được ghi lại ở trong kinh Tương Ưng Bộ. Thì cũng như thường lệ, những bài kinh này đều là những bài kinh do các vị chư thiên ở mười phương thế giới, thường thì sau đêm đã khuya, các vị đến với Đức Thế Tôn bằng hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả một vùng trời. Sau khi đến lễ Đức Thế Tôn xong, vị thiên thần hỏi Thế Tôn như sau: cổ xe hiện tướng gì, ngọn lửa hiện tướng gì, vương quốc hiện tướng gì, phụ nữ hiện tướng gì? Tức là chúng ta hiểu như thế nào với bốn cái câu hỏi của một vị thiên thần? Chẳng hạn như cổ xe hiện tướng gì? Ở đây chúng ta nhìn ở trong xã hội cổ đại á, nơi nào nhìn cái gì mà chúng ta biết ở đó là có cái xe. Hiện tướng là gì? Tức là cái biểu hiện gì đó, nó có hình tướng, nó có dáng mạo để chúng ta nhìn nó mà chúng ta có thể phân biệt được nó, phân biệt được cái biểu hiện của nó, không nhầm lẫn với cái khác. Thì ở đây cổ xe nó hiện tướng như thế nào? Rồi ngọn lửa thì nó hiện tướng gì? Vương quốc thì hiện tướng gì? Và phụ nữ hiện tướng gì? Ở đây chúng ta thấy Thế Tôn trả lời cho vị thiên thần như sau: cờ hiện tướng cổ xe. Có lẽ rằng ngày xưa người ta đi đâu, thường ở trên xe người ta gắn lên một lá cờ. Ở đây ngày hôm nay không có cờ phải không? Nhưng mà có số xe phải không ạ? Tức là một cái biểu hiện dáng mạo của một cái chiếc xe ngày xưa thường đi đây đi kia, người ta có cái cờ ghim ở trên đó. Chẳng hạn như cổ xe của vua, cổ xe của quan, cổ xe của trướng giả, đại thần, tất cả mọi cổ xe như vậy nó khác nhau. Và cái biểu hiện của nó như thế nào? Thành ra chúng ta thấy có những điểm mà ngày xưa các vị đế vương đến vấn an Đức Thế Tôn, họ thường gọi là từ bỏ năm món nghi trượng ấy, ở ngoài xa, rồi họ đi chân đất vào để mà đánh lễ Đức Phật. Họ đến với Phật bằng một cái con đường đạo trong sáng, chứ không phải đến với Phật với tư cách của một bậc đế vương. Do vậy cho nên họ có thể lắng nghe tất cả những giáo pháp của Phật dạy một cách trong sáng mà không bị ngã chấp của đế vương chi phối. Đây là điểm mà chúng ta cũng cần học hỏi ở trong Phật Pháp.
Bởi vì rõ ràng nếu như có ai đó đến chùa mà đến với một cái tư thế chẳng hạn như là ta đây là một cái quan chức, ta đây là một cái người nào đó có địa vị, hoặc là ta đây là người có giàu sang, có tiền của, thì chúng ta đem vào cái uy quyền và cái phương tiện sinh tồn lấn nước hơn người để chúng ta học Phật Pháp, thì không bao giờ chúng ta lãnh hội được chân nghĩa của Phật Pháp. Ở đây chúng ta thấy cái biểu hiện của xe ngày xưa, đó là biểu hiện của cờ, trướng gắn lên trên đó. Rồi biểu hiện của lửa thì sao thưa quý vị? Chúng ta thấy Thế Tôn trả lời rằng á, khói là gì? Là cái tướng của lửa. Chẳng hạn như chúng ta ở xa, chúng ta không biết nơi đó có ngọn lửa như thế nào, có hay không. Nhưng chúng ta thấy khói nó bay lên, chúng ta biết nơi đó là có lửa cháy. Như vậy thì cái biểu hiện, cái tướng mà để cho người ta nhìn thấy được, nhận biết được nơi đó có lửa cháy thì đó là khói. Người ta gọi là có lửa thì có khói phải không? Nhưng đôi khi á, là có khối mà chẳng có lửa. Ở đây chúng ta thấy vua hiện tướng vương quốc. Điểm này là điểm mà chúng ta thấy rất là thâm thúy. Chẳng hạn như một ông vua thường thường là biểu hiện của một cái quốc gia. Chẳng hạn như là cái quốc gia đó đến cái lúc mà dân chúng hưởng lạc rồi phước báo nó suy kém, thì thường hiện ra những cái vị vua, những vị vua ăn chơi trụy lạc, không có biết chăm lo cho muôn dân, để cho lão bá tánh rơi vào cảnh cùng khổ. Như vậy thì rõ ràng đó là cái nghiệp. Ngày hôm nay thì điều này chúng ta thấy rõ hơn. Thường thường một vị tổng thống dân bầu thường thường là cái biểu hiện của nghiệp lực chúng sinh ở quốc gia đó. Đại đa số như vậy thì người ta sẽ thích bầu lên một vị tổng thống như vậy. Vị tổng thống đó là thường là cái biểu hiện của nghiệp lực cộng đồng mà người ta suy xét chọn lựa. Thành ra ở đây cũng vậy, một vị vua là cái biểu hiện gì? Biểu hiện của vương quốc đó. Vương quốc đó do gọi là kiêu hùng, vương quốc đó giàu mạnh là nhờ vào gì? Nhờ vào cái chánh pháp trị quốc của vị đế vương đó. Và vị đế vương nhìn qua quốc gia đó thì có thể là biết được ở nơi đó có một vị vua như thế nào. Hoặc giả chúng ta đến ở trong nhà, chúng ta nhìn ở nhà trên, chúng ta thấy, hiểu được cái trách nhiệm cũng như là cái khả năng, cái tính cách của một người chồng ở trong gia đình. Ra ở nhà sau, nhà bếp thì chúng ta có thể hiểu được là cái tư cách cũng như là cái sở thích hoặc là cái gì đó của cái trách nhiệm, cái bổn phận của người vợ trong gia đình. Bởi vì sao? Bởi vì phần bếp núc là thường là người vợ chăm lo, còn ở nhà trên khách khứa là đàn ông. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái biểu hiện của một cái gia đình, rồi cái biểu hiện của một cái gia tộc cũng vậy. Người trưởng họ, trưởng tộc là biểu hiện cả cái gia tộc đó. Ngày xưa chúng tôi thấy ông nội của chúng tôi rất là nghiêm khắc trong điều này. Ông chăm lo cho cả một gia tộc. Quả thật khi thứ ông mất đi thì gia tộc đó nó không phải như vậy nữa. Hoặc là trong một ngôi chùa, một vị thầy trụ trì rất là quan trọng. Vị thầy trụ trì, cái vị nhiếp chính ở trong đó là cái vị biểu hiện đầy đủ cái tính chất của đạo tràng ở trong đó. Nếu như mà nhìn vô đạo tràng thì người ta cũng có thể hiểu được tính cách của thầy trụ trì. Tại vì sao? Bởi vì cái đạo tràng đó người ta quan điểm như thế nào, người ta tu tập như thế nào, người ta tán thán cái gì, người ta có cái xu hướng phát triển lên điều gì, thì nó biểu hiện đầy đủ bên trong đó tâm tư nguyện vọng của vị thầy trụ trì. Tại vì sao? Bởi vì vị thầy trụ trì là người hướng dẫn. Thành ra cái gì mà trái với cái tâm ý đó thì thầy trụ trì thường thường là ngăn cản, là ngược lại thì nó thuận theo chánh pháp thì thầy trụ trì thường thường là tán thán khích lệ. Đây là những điều mà chúng ta thấy cái tương tác giữa màu sắc của một quốc gia với cái vị quốc chủ. Và cuối cùng một điểm mà chúng ta thấy Thế Tôn trả lời như sau: người chồng là hiện tướng của nữ nhân. Cái điểm này chúng ta thấy ngày hôm nay rất khó chấp nhận phải không? Nhưng mà chúng ta cứ giả dụ ngày xưa đi. Thường thường ví dụ như một người nữ cái vai trò của người nữ ở trong xã hội đương thời thì cái phẩm giá của họ nó gắn liền với cái vị trí của người chồng. Chẳng hạn như ở trong giai cấp Bà La Môn, một người phụ nữ lấy chồng giai cấp Bà La Môn thì giai cấp cái người phụ nữ đó có danh giá. Nhưng mà khi người chồng đó bất hạnh qua đời thì người nữ đó cũng bị coi thường, cũng bị không có được trọng vọng nữa.
Thì rõ ràng á, là cái người nữ thường thường nó lệ thuộc vào cái người chồng rất nhiều. Hoặc là người chồng có khả năng gây ảnh hưởng cho người vợ cũng rất nhiều, rất nhiều. Có những trường hợp á, chúng ta thấy người chồng dối gian lấy một người vợ không có dối gian. Thường thường gia đình đó sống có hạnh phúc. Nhưng nếu như một cái người vợ mà dối gian á, lấy người chồng yếu kém, người chồng không có cái khả năng nhiều hơn, thì gia đình đó thường thường hay đổ vỡ. Chúng tôi nói là thường thường thôi, chứ không phải là tất cả là tuyệt đối ha. Nhưng mà đại đa số là chúng ta thấy như vậy. Và chúng ta thấy rằng có những trường hợp, chẳng hạn như những cô vợ dối gian lấy một người chồng khờ khạo, thì khi đem người chồng ra giới thiệu với họ hàng, với bạn bè, đôi khi người vợ không dám giới thiệu. Hoặc là người vợ thành công ở trong cái đời sống làm ăn, rồi có chức vị, rồi có khả năng, có đẳng cấp ở trong xã hội. Nếu như người chồng mà không có thể hiện tốt cái gì đó hơn, thì lúc bây giờ người vợ có khi xấu hổ, không dám giới thiệu chồng của mình với người khác nữa là khác. Tất cả những điều này á, nó liên quan tới cái gì? Tới cái tâm ý của chúng ta mà thôi. Nhưng mà thường thường là người chồng họ ít có để ý tới hình thức, cho nên vợ họ như thế nào thì họ cũng sẵn sàng, họ giới thiệu như vậy. Những điểm này chúng tôi nói mang tính gợi ý diễn đàn, chúng ta có thể suy xét ở trong cuộc sống mà xem. Và chúng ta thấy rằng á, là cái biểu hiện của người chồng, như ở đây chúng ta hiểu theo cái nghĩa tích cực, nếu như trong gia đình đó một người chồng mà có trách nhiệm đối với gia đình, có trách nhiệm đối với con cái, có trách nhiệm đối với mọi người ở trong gia đình gia tộc đó, thì thường thường á, là cái người vợ đó được được vui vẻ, được cái đời sống hạnh phúc. Còn nếu như là một người chồng vô trách nhiệm, một người chồng không có để ý tới cái cảm thọ của vợ con, không có biết chia sẻ những cái gánh nặng kinh tế cũng như là những cái kế sinh nhai trong cuộc sống, thì chắc chắn rằng người vợ đó phải tảo tần, phải cực khổ. Cho nên ở đây nói rằng là chồng là hiện tướng của nữ nhân. Với chúng ta cứ nghĩ xem, một người vợ cho dù có xinh đẹp, có dối gian chừng nào, nhưng mà một người chồng không ra gì, không có khả năng gánh vác, không có khả năng chia sẻ, thì người vợ đó chỉ là trở thành một người tất bật ở trong gia đình, nào là lo kinh tế, nào là lo con cái, và đôi khi là cả đời không thấy có một cái chút xíu nào gọi là an ổn hạnh phúc. Những điều này chúng ta thấy rất là rõ ràng, phải không thưa quý vị? Chân lý Thế Tôn nói rất là tuyệt vời. Và đó chính là gì? Đó chính là cái sự tương tác lẫn nhau. Nó tương tác cái này qua cái kia qua cái nọ. Chẳng hạn như cuộc sống này không thể nào mà mọi vật nó có cái giá trị riêng biệt. Cho nên giống như là trúc sinh, trúc đứng đầu đình vậy đó thưa quý vị. Nghĩa là gì? Tức là cái xinh đẹp của cây trúc nó cũng phải có sự kết hợp với cái mái đình. Nó tạo ra một cái nét đẹp của văn hóa kiến trúc và thiên nhiên ở phương Đông. Thì ở đây cũng vậy. Nó như là một cái cỗ xe. Cái cỗ xe đó nó vận chuyển được, nó phải có sự kết hợp nhiều mặt, như là kem xe, như là trục xe, như là bánh xe, như là mui gọng như thế nào đó, thì nó phải có cái sự tương tác lẫn nhau. Ở trong cuộc sống là cũng vậy. Cái quốc gia đối với quốc chủ, rồi quốc chủ nó tác động ngược lại với quốc gia, hoặc là lửa với khối nó có sự tác động ngược qua lại với nhau. Lửa mạnh, lửa lớn thì khối như thế nào? Rồi chẳng hạn như là người chồng, người vợ có sự tương tác với nhau thế nào? Hay là cái cỗ xe đó to lớn hay là nhỏ bé, nó hiện tướng như thế nào? Tất cả những điều này á, chúng ta chiêm nghiệm rất là sâu xa, chúng ta mới thấy lời dạy này rất tuyệt vời. Và cảm ơn các vị đã lắng nghe, và chúng ta trở lại với nội dung vấn đáp Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đây đầu kính tri ân Thầy đã dìu chúng con và những khán giả đang theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp trực tiếp hôm nay, mà Thầy giảng cho con nghe cái chủ đề cỗ xe trong Kinh Tư Ương Bộ. Và kính bạch Thầy, trước khi Thầy giảng thì con nói thiệt, con đọc con không hiểu, con nói không hiểu cái gì là liên can tới Phật Pháp. Sau khi nhờ lời giảng ở nơi Thầy thì giờ đây con một phần nào con cũng hiểu được nội dung của chủ đề. Giờ đây con xin phép Thầy cho con thưa chuyện với khán giả. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, hiện nay trên màn ảnh có hai số điện thoại, và hai số điện thoại đó là hai số điện thoại của quý vị Nhật Tường. Mời quý vị cùng với Nhật Tường chúng ta sinh hoạt trong buổi Vấn Đáp Phật Pháp ngày hôm nay. Và cho phép Nhật Tường xin được lưu ý một điều nhỏ nhỏ thôi, là khi chúng ta gọi và đặt câu hỏi, khi chúng ta được kết nối đường dây thì chúng ta hãy dặn nhỏ TV lại, thì như vậy chúng ta nói được câu hỏi nó không có bị trì hoãn lại nha quý vị. A Di Đà Phật. Và trong lúc chờ quý vị đặt câu hỏi thì Nhật Tường xin được gieo duyên đặt một hai câu hỏi để Nhật Tường có thể hiểu thêm. A Di Đà Phật. Dạ kính bạch Thầy, con á
Thì con hay suy diễn, khi con đọc cái này ấy, cái con ưa có cái thói quen suy diễn là không biết những lời dạy của Đức Phật có ẩn dụ cái gì hay không, thì bây giờ có hay là không con vẫn nói ra để cho thầy điều hướng dẫn cái ý nghĩa của con. A Di Đà Phật. Và kính bạch thầy, thì ở trong đây khi Đức Phật dạy là cổ xe hiện tướng gì, hồi nãy thầy có giảng qua rồi nhưng mà con vẫn không thấy cái chỗ này, cái này là cái gì nó liên can tới vấn đề mà trong cái đạo pháp hàng ngày, kính bạch thầy. Kính thưa quý vị, một cái hiện tượng ở trong thế gian nó thường thường biểu hiện một cái sắc thái của nó. Chúng ta hiểu ở đây, có thể chúng ta hiểu trong cái nguyên lý tương tác duyên sinh. Cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt cái kia diệt. Cái cổ xe nó biểu hiện bằng cái gì? Chẳng hạn như người xưa người ta đi một cái xe, người ta cắm cờ. Và ở xa người ta thấy ở nơi đó có cái cờ di chuyển như vậy thì người ta biết ở đó có một cỗ xe. Cuộc sống này là cái sự tương tác với nhau. Cho một ví dụ, chẳng hạn như cái vùng Nam Cali này như vậy, cho nên nó có cái năng lực, nó có một cái duyên tác động khiến cho nơi đây có nhiều vị tăng ni như vậy. Và nhiều vị tăng ni như vậy cũng có cái sự tác động ngược lại với đời sống của tâm linh của cộng đồng Phật tử ở nơi đây. Có nhiều vị tăng rất là hiền từ đến ở tại vùng này. Nhân duyên đưa đẩy gặp nhiều, quá nhiều thứ xáo trộn, quá nhiều thứ đảo điên, quá nhiều thứ không thể chấp nhận được. Và một phần sự sinh tồn trong đời sống hàng ngày, một phần là ước vọng của lý tưởng và một phần là thực tế phũ phàng. Thì lúc bây giờ nó tạo ra một cái sự tương tác khủng khiếp bên trong. Và do vậy mà nếu như vị nào không đủ đạo lực, không đủ tâm nguyện, không đủ trí tuệ để tự trấn an mình, tự vượt qua những khó khăn, thì lúc bây giờ bắt đầu á, là cái phẩm hạnh nhân cách vị này đào thải dần dần. Cũng có những vị gặp cái nghịch cảnh chông gai như vậy, họ lại trưởng thành hơn, họ lại vượt lên và họ lại khẳng định một sự kiên cố hơn. Tất cả những điều này là cái tính tương tác giữa một cá nhân với cộng đồng. Thì chúng ta thấy ở trong tinh thần này á, là tinh thần tương tác mà thôi. Tương tác giữa một cái cỗ xe với cái biểu hiện của nó là cái lá cờ ở trên xe đó. Nó là cái sự tương tác qua lại với nhau để chúng ta nhận biết. Cái đây là cái lý duyên khởi. Vì thiên thần hối như vậy cho nên tất nhiên nó có cái lý duyên khởi. Cái đây là cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải lưu ý. A Di Đà Phật, cảm ơn Nhật Tường nhiều. A Di Đà Phật, dạ chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, dạ kính bạch thầy. Câu kế tiếp của con mà ở đây khi một vị thiên thần hỏi Đức Phật là ngọn lửa hiện tướng gì, thì Đức Phật trả lời là khói hiện tướng ngọn lửa. Thì thầy cũng mới vừa hướng dẫn ý nghĩ của con là chúng ta suy nghĩ về cái chiều hướng tương tác với nhau. Thì ở đây khi mà khói hiện tướng ngọn lửa thì con lại suy diễn ra là đây có phải là chỗ nào có khói thì có lửa, mà con có thể suy nghĩ chiều hướng tích cực là chánh báo và y báo, cái chỗ nào mà cái y báo tốt thì lại có chánh báo tốt. Còn một khác, khi mà mình làm một cái việc gì mà nó tốt cũng như là cái quả lành, cái nhân lành thì nó gặp cái quả lành. Con suy nghĩ như vậy không biết có được hay không thầy. Vâng, đúng rồi. Nghĩa là chúng ta ở trong cuộc sống này á, chúng ta thấy cái sự tương tác giữa một cá nhân với cộng đồng ngược lại với cá nhân, y báo với chánh báo ngược lại với y báo. Cuộc sống này không bao giờ có cái tính độc lập, nó luôn luôn có cái sự tương tác lẫn nhau. Ngày hôm nay chúng ta chứng biết điều này rõ ràng nhất. Một người trên thế giới này ban đầu bị một cái chứng bệnh lạ và người ta đặt tên cho nó là COVID-19. Thì đâu đơn giản chỉ là một người bệnh. Đó rồi cả cộng đồng thế giới ngày hôm nay lo sợ, chết chóc, rồi tốn kém bao nhiêu thứ và bao nhiêu cái sinh hoạt nó trở nên đảo lộn. Và ngược lại, nếu như thế giới này càng lo lắng chừng nào, càng chịu nhiều cái nghiệp lực chừng nào, thì ở trong đó cá nhân chúng ta cũng phải chịu chung một cái khổ đau, những cái phiền muộn tương tự. Như vậy thì đây là gì? Là thế giới duyên sinh, không thể nào mà độc lập được, nó luôn luôn có cái sự tương tác lẫn nhau. Thì cái bài kệ này á, nó đơn giản như vậy, nhưng nó cho chúng ta thấy cái sự tương tác hai mặt của biểu hiện hình tướng và cái nguyên nhân gốc rễ
những vấn đề như vậy chúng ta chiêm nghiệm tùy theo cái khía cạnh mà chúng ta thấu hiểu. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, dạ kính cảm ơn thầy. Giờ bước câu kế tiếp nữa, con cũng lại suy diễn ra những cái điều mà con nhờ thầy hướng dẫn cho con. Khi Đức Phật, một người đặt câu hỏi rằng vương quốc hiện tướng gì, thì ở đây thì Đức Phật trả lời là vua hiện tướng vương quốc. Dạ kính bạch thầy, thì hồi nãy thầy cũng có giảng qua là một cái mình nhìn một cái nước đó coi như là cái quốc thế dân an hay không, thì mình có biết là mình có thể hiểu được cái sự mà thống lĩnh của một vị vua trong cái nước đó, hay là mình lợi nhà của một cái người nào đó, bước vào nhà thì mình nhìn thấy cái cách ở trong nhà như thế nào, mình biết là người chồng ở trong nhà, người chồng đó có phải là đảm đang công việc trong nhà hay không, hay vô bếp thì thấy người vợ, hoặc là mình ở ngôi chùa thì mình thấy ngôi chùa có tu hành thanh tịnh hay không, cái ngôi chùa như thế nào thì mình biết là tư cách của một vị trụ trì đó như thế nào. Thì đây là một cái sự tương tác với nhau. Nhưng con lại hiểu thêm một điều nữa, con nhờ thầy hướng dẫn cho con, khi nói là vua hiện tướng vương quốc, những cái này thì con nghĩ đó chỉ là một cái sự thôi, nhưng mà về cái lý đó là tất cả chúng ta đều là vua của cái tâm chúng ta. Tại vì khi mà mình muốn làm cho cái vương quốc của mình nó tốt đẹp, thanh tịnh đó, là tùy thuộc vào những hành động của mình sống hàng ngày, làm hàng ngày. Con thỉnh thầy ý nghĩa của con. Vâng vâng, Nhật Tường đã hiểu rồi. Thì thưa quý vị, cái bốn cái câu nồi câu cơ cỡ này á, thì đưa ra bốn cái trường hợp, nhưng mà cái lý bên trong nó vẫn là một. Và Nhật Tường cũng đã hiểu cái cách suy diễn. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta cứ suy diễn theo cái hướng tương tác hai mặt thì chúng ta sẽ thấu hiểu, nó không khó khăn. Nhưng ở đây chỗ là chúng ta nắm rõ được cái tính chất tương tác của nó thì chúng ta sẽ giải thích không sai giáo nghĩa của bài kệ này. Dạ, cảm ơn các vị rất nhiều. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, thầy cho phép con nói thêm một điều này. Tại vì đây là thời đại mới. Tại cái câu cuối cùng là cái câu mà Đức Phật dạy là chồng hiện tướng nữ nhân. Thì người ta nói là sau lưng của những người thành công luôn luôn đều có người phụ nữ, người vợ yểm trợ. Mà sau lưng những người phụ nữ thành công thời đại bây giờ luôn luôn đều có người chồng kế bên yểm trợ về tinh thần. Cho nên đây là thời đại tương tác, phụ nữ thành công mà chồng cũng thành công. Ý Đức Phật dạy đây là chúng ta luôn luôn đoàn kết và chung sống với nhau, đúng không thầy? Thực ra chỗ này chúng ta cố giải thích để cho nó qua cái nghĩa là nam nữ bình quyền. Cách của anh Nhật Tường giải thích như vậy, nhưng mà nếu chúng ta để ý sâu vô, chúng ta sẽ thấy Đức Thế Tôn dạy nó không có sai đâu. Cho dù một người vợ có dối gian chừng nào đi nữa, nhưng mà nếu như ở trong đó họ sống với một người chồng cực kỳ bơ tha, thì người vợ đó cũng không cách nào có hạnh phúc, không cách nào vượt lên được. Đây là cái điều quan trọng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nhạy cảm và cái thức tình ấy, thì người vợ nhiều hơn. Rồi cơ thể nó yếu đuối hơn, nó có nhiều cái tố chất nhược điểm hơn. Cho nên có những trường hợp người vợ thành công lớn, nhưng mà thực sự nếu như không có cái sự dẫn dắt, cái sự mà hỗ trợ mạnh mẽ của người chồng, thì chưa chắc gì là người vợ đã thành tựu được cái gì. Cho nên chẳng qua là có nhiều người chồng họ không muốn biểu hiện, họ không muốn đi ra, họ muốn dành tất cả mọi thứ cho vợ của họ. Cho nên rõ ràng ở đây là người chồng là hiện tướng của vợ đó, là cái nền tảng đó. Cho nên ở đây là chúng ta thấy rõ đó. Còn ngược lại cũng có những trường hợp là người chồng thành công thì đằng sau đó tất nhiên là phải có một cái sự hỗ trợ mạnh mẽ của người vợ. Đây là những điều tương tác hai mặt. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn xem trong xã hội ngày xưa và ngày hôm nay đại đa số nó cũng vậy. Tức là hỡ người chồng, nhìn vô người chồng là biết người vợ. Người chồng ví dụ như là ăn mặc chính tờ, mọi việc nó tươm tất, thì biết rằng đằng sau của họ là gì? Là có một người phụ nữ chăm chút, có một phụ nữ là biết cách lo cho họ, trợ duyên cho họ. Còn nếu như mà một người phụ nữ mà không ra gì, thì người chồng thôi hết biết luôn. Tức là anh ta cũng suốt ngày đi nhậu nhẹt cũng ra gì. Chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng là này, hiện tướng này, chồng là hiện tướng của nữ nhân đó. Cho nên rõ ràng đâu có sai với ngày hôm nay đâu. Là người vợ là cái nền tảng để cho người chồng được thành công đó. Và ngược lại, cái sự thành công rực rỡ của người chồng là gì? Là cái đem lại cái hạnh phúc, cái an vui cho người vợ. Nhưng mà căn bản là cái người vợ là người hậu thuẫn đó. Cho nên người ta gọi là
là sự thành công của đàn ông, đằng sau đó có phụ nữ đó. Người ta nói như vậy, đó là cái nghĩa của thời gian nha, nghĩa thời gian. Ở đây thành công là cái nghĩa của thời gian, tại vì đó là cái sự tương tác trong cái công ăn việc làm. Nhưng mà thường thường trong nghĩa tu hành thì lại khác á. Nghĩa tu hành lại khác. Một người tu thì hướng tới chỗ thanh tịnh, yếu tố nó lại khác với ở thế gian. Yếu tố thanh tịnh mà nó kết hợp cả nam cả nữ trong này thì chắc chắn rằng không bao giờ tạo ra an vui được. Đây là pháp nhĩ như thị á. Chẳng hạn như ngày xưa mà Phật nhận bà Mahabhasa Bà Đề xuất gia, thì lúc đó Phật mới nói chánh pháp của ta nó thọ mạng nó suy giảm 500 năm. Có một số người giải thích rằng chánh pháp do sự hiện diện của các cô ni ở trong Phật pháp làm cho chánh pháp nó suy giảm 500 năm. Thực ra nói như vậy là một cách giải thích sai lầm vô cùng. Sai lầm vô cùng là ở chỗ nào? Tức là không phải sự hiện diện của các cô ni ở trong Phật pháp mà làm cho chánh pháp giảm 500 năm đầu. Mà là gì? Là do cái biểu hiện pháp giới như vậy đó, nó như vậy đó. Cũng giống như người ta nói rằng là ở trong một cái chỗ nào đó mà có nam có nữ thì tự nhiên người ta có cảm nhận cái biểu hiện của sắc thái ái dục. Còn nếu như nơi đó chỉ toàn là nam nhân mà tinh tấn tu hành thì người ta sẽ biểu hiện sắc thái của sự tinh tấn giải thoát. Cái đó là cái tự nhiên. Thành ra chúng ta hiểu cái đạo lý tương tác hai chiều này á, thì chúng ta phải khéo hiểu nó hai nghĩa, một mặt là thời gian và một mặt xuất thời gian, nó khác nhau. Dạ, cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính vâng thầy. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy, con thấy giáo lý Đức Phật quá thâm thúy, đức kính bạch thầy. Có khi phải nói thế gian đế không được, có khi vì một cái nhân duyên nào nói không được, rồi có khi mà đối dùng cái pháp để đối trị một cái sự việc gì cũng được, và có khi nói xuất thế gian đế cũng được. A Di Đà Phật. Dạ, để chúng con thỉnh thầy cho chúng con lời thông điệp của cái chủ đề này trước khi chúng con bước sang chủ đề kế tiếp. Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường. Thông điệp của bài này thì có lẽ chúng ta thấy không nên nhìn cuộc đời theo khía cạnh nhị nguyên. Nhị nguyên là gì? Tức là cái sự biệt lập một bên, mà chúng ta hãy nhìn nó có sự tương tác đa chiều, sự tương tác qua lại. Hỡ một người có hạnh phúc thì cả thế gian này cũng có hạnh phúc. Nếu như một người đau khổ thì thế gian này cũng khổ đau. Đây là sự tương tác qua lại lẫn nhau. Bởi vậy cho nên chúng ta muốn giúp cho xã hội bớt khổ đau thì bản thân chúng ta hãy cố gắng sống cho có hạnh phúc. Và chúng ta sống có hạnh phúc thì chúng ta cũng nên tìm cách làm sao cho xung quanh chúng ta có thêm sự hạnh phúc. Đây chính là thông điệp quan trọng, tương tác hai chiều để một cái cỗ xe từ chỗ này vẫn chuyển tới chỗ kia một cách bình an. Dạ, cảm ơn các vị rất nhiều. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Trước khi chúng con thỉnh thầy bước sang cái chủ đề kế tiếp thì thầy cho phép con đọc một vài câu hỏi trước. A Di Đà Phật và kính bạch thầy. A Di Đà Phật và kính bạch thầy, tại sao Địa Tạng Bồ Tát phải ở ngoài nghĩa địa? Dạ, kính thưa quý vị, thì ở trong kinh không thấy nói chỗ này, và cái này là do các vị tự nghĩ ra, chứ không có ai quy định, cũng không có kinh điển nào mà nói rằng ngài Địa Tạng phải ở nghĩa địa. Con nghĩ chắc là nói lại địa ngục chắc không phải đâu, tại vì đa số có nhiều người họ nghĩ rằng ngài Địa Tạng cứu khổ ở trong cảnh giới của người chết. Cho nên người ta đem tượng ngài Địa Tạng đỡ ngoài nghĩa địa. Còn Quan Âm Bồ Tát thì cứu khổ trong cái lâm nạn, cái hạnh siêu việt của ngài như vậy, nối trội như vậy, cho nên người ta hay thờ trong nhà để cứu khổ bình an, hoặc là thờ trên xe đi đứng để cho nó an toàn chẳng hạn như vậy. Tất cả những cái suy nghĩ đó là cái văn hóa, chứ nó không nằm ở trong giáo pháp. Và Bồ Tát Địa Tạng cũng vậy. Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện ở trong nền văn học Phật giáo Đại Thừa. Hạnh nguyện của ngài là hạnh nguyện cứu độ tất cả những chúng sanh cùng khổ ở trong địa ngục. Thì tinh thần từ bi của đạo Phật không có dừng lại ở chỗ con người, mà hướng tới những đối tượng cùng khổ nhất ở thế gian. Cho dù nơi đó là nơi địa ngục tối tăm thì lòng từ bi của Đức Phật vẫn sôi tới, vẫn hướng đến. Đó là tinh thần từ bi tuyệt đối, nó vượt khỏi không gian và thời gian. Cho nên mới nói rằng địa ngục vì không thể bất thành Phật. Và cái đạo mà cần giác ngộ, cần giải thoát ở đây, thấu hiểu ở đây chính là đạo hiếu ở trong kinh Địa Tạng.
Cho nên Địa Tạng tức là kinh báo hiếu, chứ không phải đơn giản là cái kinh mà ra nghĩa địa đâu. À, chúng ta đừng đừng nghĩ như vậy. Có một số người nghĩ rằng là đọc chú vãng sanh tức là chết rồi đó, sắp chết rồi, sắp về Tây phương rồi đó, tức là vãng sanh là quyết định đi chôn á nha. Không phải như vậy. Vãng tức là bỏ đi. Bỏ vãng cái gì? Vãng cái nghiệp xấu, mà sinh ra là sinh nghiệp tốt. Cho nên á, chỉ sợ cái nghiệp xấu trong tâm chúng ta nó không vãng đi, nó không có trừ bỏ được, và cái nghiệp tốt chúng ta nó không sinh ra được, hay là ác nghiệp không vãng mà thiện nghiệp chánh sinh, đây chính là cái cảnh giới lầm than. Còn ngược lại, ác nghiệp mà bị vãng đi, còn thiện nghiệp á thì sinh ra, hay là vãng bỏ cái ác nghiệp mà sinh đến thiện nghiệp, thì đó là điều rất tốt chứ phải không hả? Dạ, cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật, dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, dạ, kính thưa quý vị đừng quên có câu hỏi thì gọi và đặt câu hỏi nha. Nhật Tường đang chờ quý vị, và trong lúc chờ quý vị gọi và đặt câu hỏi thì Nhật Tường tiếp tục đặt câu hỏi với thầy. A Di Đà Phật, dạ, kính bạch thầy, câu kế tiếp mà cái câu này là tuần vừa rồi con muốn hỏi mà con không có cơ duyên để hỏi. Làm thế nào để thoát khỏi sự khiếp sợ của đời sống này? A Di Đà Phật, dạ, kính bạch thầy. Đây cái này á, mình phải đặt một câu hỏi là cái khiếp sợ nó đến từ đâu. Đời sống này nó có muôn vàn những niềm vui, nỗi buồn, nỗi lo lắng. Có người thì lo không sinh được con trai, không sinh con gái. Có người lo không có tài sản, có người lo bị tai nạn. Mỗi người chúng ta có cái lo khác nhau. Cho nên nói là cái khiếp sợ cuộc sống, cái chữ như vậy nó quá chung chung. Người đặt câu hỏi đang mơ hồ và không biết rõ là mình sợ cái gì. Và Thế Tôn có dạy như thế nào? Tất cả do thiếu trí tuệ mà sợ hãi. Cái sợ hãi nó khởi sinh từ trạng thái không có trí tuệ. Khi chúng ta phát triển trí tuệ lên thì sợ hãi tự nó mất. Và đó là cái cách làm cho tiêu diệt sợ hãi. Đó là câu trả lời. Và xin vị vừa rồi đặt câu hỏi á, hãy kiểm nghiệm lại xem mình thiếu hiểu biết về chỗ nào và từ đâu đem đến cho mình sợ hãi, thì hãy thấu hiểu trong lĩnh vực đó, sợ hãi tự nhiên nó sẽ tan biến. Dạ, cảm ơn các vị. Chúng con cảm ơn thầy. Giờ đây chúng con thỉnh thầy bước sang chủ đề kế tiếp. A Di Đà Phật, đó là chủ đề tài sản. Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường. Giờ đây xin mời đại chúng chúng ta tìm hiểu tiếp một đề tài nữa được cũng được ghi lại ở trong kinh Tương Ưng. Trong đề tài này, đề tài tài sản này á, thì vị thiên thần hỏi Thế Tôn như sau: tài sản gì ở đời đối người là tối thượng? Tức là tài sản gì ở trong cuộc sống này đối với con người là tối thượng? Và sự gì khéo tu trì sẽ đưa đến chơn an lạc? Tức là ở trong cái đời sống, cái gì, trên lĩnh vực nào, trong cái phạm vi gì mà chúng ta khéo tu tập thì nó sẽ đưa đến an lạc. Vật gì ngọt tối thượng trong tất cả vị ngọt? Vật gì ngọt tối thượng trong tất cả vị ngọt? Và sống cuộc sống thế nào được gọi là sống tối thượng? Điều này rất hay thưa quý vị. Nó gợi cho chúng ta một sự hào hứng. Nó gợi cho chúng ta một cái gì đó mà chúng ta khát khao muốn đạt được. Có mấy lĩnh vực, chẳng hạn như là trong cuộc sống này, cái tài sản gì tối thượng đối với con người chúng ta? Chúng ta đi tìm ngọc ngà châu báu, chúng ta đi tìm kim cương hộc xoàng, hay là chúng ta đi tìm cái đỉnh cao của phú quý danh vọng? Đó là tối thượng hay sao? Chúng ta gọi là thành công tối thượng. Hoặc giả chúng ta nghĩ rằng suốt ngày mình làm thiện, mình đem đến niềm vui, an lạc và đem đến cái điều thiện cho mọi người. Đây là một đời sống tối thượng phải không? Hoặc giả là chúng ta sống với một cái nguồn tình hạnh phúc ở thế gian, người ta gọi là vị ngọt của tình yêu. Đây là gì? Là vị ngọt tối thượng phải không? Đó. Hoặc giả là chúng ta đặt câu hỏi trong cuộc sống này là cuộc sống như thế nào mà hoàn hảo toàn mỹ đối với một kiếp người. Những vấn đề này, những câu hỏi này đặt ra cho chúng ta. Chúng ta giả dụ thêm một cái ý nghĩa nữa. Ngày xưa thưa quý vị, lúc chúng tôi còn là sinh viên học đại học, thì lúc bây giờ chúng tôi có hỏi các bạn sinh viên trẻ rằng là người xưa nam nhân thì
lấy năm chữ Nho giáo, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, để thẩm định cái nhân cách hoàn hảo của một con người. Còn đối với nữ nhân thì người ta dùng chữ đó là gì? Đó là đó là những cái gọi là nữ công gia chánh đó, nó là tự nhiên nó công dung ngôn hạnh. Công dung ngôn hạnh, đúng rồi. Tức là công dung ngôn hạnh đó, gọi là tứ đức á. Tứ đức là công dung ngôn hạnh. Nữ công gia chánh này, rồi sắc diện này, cái dung mạo đó, hay là cái dung hạnh đó, gọi là công dung, rồi ngôn, lời nói và cái hạnh như thế nào thể hiện trong đời sống. Thì thưa quý vị á, người ta lấy cái đó là làm cái thước đo, người ta làm cái giá trị đạo đức được thẩm định cái giá trị cao thấp của một con người ở trong xã hội này. Còn ở trong đạo Phật thì Đức Thế Tôn nói rằng á, ta xem con người cao thấp thông qua trí tuệ có sâu dày và đức độ có hậu bạc. Đó là một cái thước đo quan điểm. Và ngày hôm nay thưa quý vị á, chúng ta lấy cái gì làm cái thước đo để thẩm định một người đẹp ở trong xã hội, được gọi là một mỹ nhân. Mỹ nhân đó là chỉ cả nam lẫn nữ. Cái nét đẹp của một con người như thế nào đó. Tranh giành hơn thua, hay là quyền cao chức trọng, hoặc là ăn mặc xinh đẹp, hoặc là trang diện, bao nhiêu thứ thể hiện cái sự kiêu sa. Chúng ta thấy không, tức là cái đạo đức bây giờ nó không có còn được quy định một cách chuẩn mực nữa, mà nó quá đa dạng tới mức mà người ta chẳng biết đâu mà tính nữa. Thành ra những điều như vậy á, chúng tôi gợi ý trong câu hỏi vừa rồi. Thì thưa quý vị, chúng ta nghe Thế Tôn giải thích như thế nào về bốn lĩnh vực này. Thế Tôn nói rằng á, lòng tin ở đời này là tài sản tối thượng. Cái lòng tin là gì thưa quý vị? Lòng tin đây là bằng trí tuệ mà xác quyết chân tướng của sự vật. Đây gọi là niềm tin. Chẳng hạn như sinh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương nhau xa mà phải xa nhau khổ, ghét nhau mà phải gặp nhau là khổ, mong muốn mà không được như ý là khổ, năm thú uẩn này là khổ. Sự thật đó có phải như vậy hay không? Chúng ta có tin vào điều đó hay không? Hay là nói rằng tôi không có tin là già khổ, bởi vì tôi chưa có già cho nên tôi không biết. Các người nói rằng á, là tôi nghĩ rằng á, là bệnh chưa chắc thì khổ, tại vì tôi chưa từng bệnh cho nên tôi không tin chân lý này. Đưa ra những cái luận lý như vậy thì làm sao chúng ta tính được, phải không ạ? Ít nhất chúng ta không bệnh, chúng ta cũng chưa già, chúng ta sinh ra còn quá nhỏ, chúng ta chẳng nhớ, chết thì chúng ta cũng chưa chết cho nên không biết được nó khổ tới mức nào. Nhưng mà sự thật chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy là có nhiều người già, họ đau đớn, đi đứng khó khăn, sáu căn nó chậm lụt, qua đó chúng ta cũng có thể nhận biết được chứ. Và chúng ta tìm hiểu xem cái nguyên nhân sinh ra từ đâu, đó là do ái nhiễm mà thôi. Như vậy nếu như chấm dứt ái thì chẳng khác nào như là cùi hết lửa tắt thì làm sao ngọn lửa nó tồn tại. Cho nên chấm dứt ái thì niết bàn tự hiện ra. Và sống với một đời sống được nhận thức bằng đôi mắt khách quan và hiện tượng như vậy, đó chính là đời sống có chánh kiến. Tức là dùng trí tuệ của mình mà nhận thức và soi chiếu rõ khổ tập diệt đạo, bốn cái chân lý đó, nhận biết một cách đúng đắn, không có mơ hồ nhầm lẫn, thì đây chính là người có niềm tin. Tin nhân, tin quả, tin luân, tin hồi. Tin như vậy đó là người có niềm tin. Còn nếu như một người không có niềm tin như vậy thì làm sao mà họ có thể xác quyết được đời sống của họ đi vào đâu? Cho nên Thế Tôn mới nói rằng lòng tin ở đời này là tài sản tối thượng. Một người đã đánh mất niềm tin rồi thì người đó họ sống như là một cái đảo lộn, họ sống như là tà kiến điên đảo, họ nói rằng không có nhân, không có quả, không có luân hồi gì cả. Cho nên bắt đầu họ sống theo cách là mạnh được yếu thua, họ sống càng bừa, không còn luân thường đạo lý nữa. Hoặc là họ nói con người ta chết rồi hết, cho nên biến thành một kẻ vô thần và không có cần biết chuyện gì xảy ra, cứ sống làm sao thú đắc cho được cái tài lợi cho mình là thành công. Như vậy thì thưa quý vị, lòng tin mà đánh mất rồi thì không còn gì nữa. Cho nên ở đây Thế Tôn nói lòng tin là mẹ sinh ra chư Phật, mẹ sinh ra tất cả mọi loại thành công. Và chúng ta có thể hiểu thêm nữa là tin sự thành, tin nội tâm của mình, tin vào nhận thức của mình,
Nếu như mình không tin chính mình nữa là một sự thất bại to lớn nhất. Như vậy thì người có niềm tin đó chính là tài sản quý báu nhất ở trong cuộc đời. Thế tôi cũng trả lời như vậy. Và chúng ta trước đây cứ nói rằng là tài sản gì ở đời là tối thượng. Và chúng ta nghĩ rằng nhà cửa tiền của là tối thượng hay sao? Không. Ở đây chúng ta thấy Phật nói rằng niềm tin là tài sản tối thượng. Nhưng tuy nhiên là chánh tín, chứ đừng có tin theo kiểu là tà tín ha. À, hay là mê tín, phải chánh tín mới được. Rồi, chánh pháp khéo tu trì thì đưa đến chân an lạc. Tại vì vị thiên thần hỏi là cái sự gì khéo tu tập. Tức là không phải chỉ biết làm thiện không, mà ở trong chánh pháp của Như Lai. Chánh pháp là gì? Là những gì từ dục ái, khổ đau, điên đảo dẫn tới là đoạn dục thanh tịnh. Đây gọi là chánh pháp Như Lai. À, chánh pháp Như Lai được ghi lại trong Tam Tạng Thánh Giáo. Và nếu như khéo tu tập ở trong đó, khéo tìm hiểu, khéo phân tích, khéo học hành, khéo chiêm nghiệm, khéo sử dụng vào trong cuộc đời, thì người đó sẽ từ từ dẫn tới cái sự an lạc tối thượng. Đây gọi là chân an lạc. Tiếp theo nữa, vị thiên thần mới nói rằng là cái vật gì ngọt tối thượng trong tất cả các vị ngọt. Có người hỏi chúng tôi thế này, thưa thầy là cái vị ngọt của thiền là gì? Vị ngọt của thiền là, có người nói rằng là khi mà ngồi thiền ở trong cố mà nó ngọt ngọt thì gọi là vị ngọt của thiền. Chúng ta đặt một câu hỏi ngược lại. Nếu như chúng ta chứng đắc được cái thiền mà nó ngọt ở trong cố, vậy người đó có còn bệnh hay không? Và nếu như người đó mà bệnh thì cố của họ nó đắng hay nó ngọt? Rõ ràng chúng ta thấy bị cảm là đắng miệng, chát miệng chứ không có ngọt. Như đây, cho nên chúng ta nói là cái vị ngọt của thiền là chúng ta phải hiểu rằng á, là nó làm cho chúng ta thích thú, nó làm chúng ta ưa thích trong đó, nó tạo ra cái sự quyến rũ trong pháp. Biểu hiện chẳng hạn như chúng ta học Phật pháp, chúng ta thấy thích thú, ngày nào chúng ta cũng tụng kinh, chúng ta lâu ngày thấy nó quen, bỏ tụng kinh thấy nó nhớ cái gì đó, ngày nào cũng đi chùa học đạo, mà nếu như không đi nữa chúng ta thấy nó nhớ, đó là cái vị ngọt của pháp đã xuất hiện ở trong tâm chúng ta. Cho nên á, chúng ta đừng cho rằng á là ngọt trong cố, tức là vị ngọt của thiền. Nếu như mà vị ngọt trong cố mà là vị ngọt của thiền thì chúng ta lấy cục đường bỏ trong cố nó sẽ ngọt hơn và không cần phải ngồi thiền. Cho nên đó là chúng ta hiểu đây này, rõ ràng là Thế Tôn trả lời này là sự thật ngọt tối thượng trong tất cả vị ngọt. Đó. Rõ ràng cái sự thật là nó ngọt tối thượng. Có sự giả dối nó tạo ra bao nhiêu thứ đen chắc. Chứ ngại như là nó cái vị ngọt của tình yêu, người ta có nếm được cái vị ngọt không mà người ta nói ngọt. Cho nên chúng ta đừng hiểu, chúng ta hiểu theo nghĩa bóng, chứ ai vị ngọt lấy cái lưỡi nếm tình yêu mà sao mà nếm. Cho nên chúng ta hiểu như vậy là chết kinh điển hết. hoặc là nói một cách khác, chẳng hạn như người ta nói là cái mùi danh lợi. Quý vị sao mà, các vị ngửi được cái mùi danh lợi hay hả? Cái mùi hôi, mùi thơm, mùi thối chứ làm gì mà cái mùi danh lợi. Cho nên người ta nói như vậy là đã biết rằng là người ta ẩn ý một cái gì đó. Cho nên nói là cái vị ngọt của pháp, cái vị ngọt của thiền, cái vị ngọt của tỉnh lự, cái vị ngọt đó là nó biểu hiện nghĩa bóng, cho chúng ta không hiểu nghĩa đen là ngọt trong cố. À, hiểu như vậy là chết kinh điển hết. Rồi tiếp theo nữa, thì đây chúng ta thấy này, là cái vị ngọt á, sự thật ngọt tối thượng. Đó. Tại sao? Bởi vì cái sự thật á, lúc nào nó cũng ngọt ngào, nó rõ ràng, nó làm cho người ta thích thú, nó làm cho người ta kính trọng, nó làm cho người ta tin tưởng, và nó làm cho người ta tôn thờ. Cho nên rõ ràng ở đây nhé, là cái vị ngọt sự thật là một cái vị ngọt tối thượng ở trong đời. Còn nếu như không phải sự thật thì trước sau nó còn tạo ra một cái sự đáng chát nào đó, một sự chua cay nào đó. Cho nên ở đây chúng ta hiểu theo nghĩa bóng sự thật, làm sao mà nếm được vị ngọt hả? Cho nên nếu có ngọt chăng thì đó là gì? Là sự cảm thọ của tinh thần. Sự cảm thọ của tinh thần mà chẳng biết phải dùng cái chữ gì hay hơn, cái gì mà quyến rũ tâm mình hơn. Thành ra phải dùng vị ngọt để mô tả cho một trạng thái như vậy mà thôi. Rồi còn nữa, ở trong cuộc sống này, sống thế nào được gọi là sống tối thượng? Chúng ta làm gì để trở thành một nhân cách tối thượng đấy? Cuộc sống chúng ta như thế nào được gọi là cuộc sống cao đẹp nhất? Chúng ta thấy Thế Tôn trả lời như sau. Sống cuộc sống trí tuệ được gọi là sống tối thượng. Rõ ràng nếu như đánh mất trí tuệ là mất tất cả.
mà có được trí tuệ, xây dựng cho mình có được đời sống trí tuệ, đấy chính là một đời sống tối thượng. Và trí tuệ càng ngày càng sáng, dẫn dắt chúng ta đến vô thượng bồ đề, đến đấng chánh giác, đó chính là đời sống cực kỳ tối thượng. Những điều như vậy, chúng ta hãy cố gắng chiêm nghiệm sâu xa hơn trong lời dạy của Thế Tôn. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật, và chúng con kính cảm ơn Thầy đã giảng cho chúng con và khán giả theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp ở chủ đề là tài sản trong kinh Tương Ưng Bộ. Giờ đây Thầy cho phép chúng con đặt một vài câu hỏi để cho chúng con được tỏ tường nhiều hơn. A Di Đà Phật, và kính bạch Thầy, khi mà một vị thiên thần hỏi Đức Phật tài sản gì ở đời đối người là tối thượng, thì ở đây Đức Phật trả lời là lòng tin ở đời này là tài sản tối thượng. Và Di Đà Phật, và kính bạch Thầy, cũng như hồi nãy Thầy đã giảng đó, thì là tín tâm là mẹ của công đức mà nuôi lớn tất cả các thiện pháp. Thì cái câu hỏi con đã, thì bây giờ là Thầy cũng giảng qua là một người cần phải có lòng tin, tại vì có lòng tin thì mới là tu hành được thành tựu, mà không có thì coi như là mình không có được cái sự mà tu tập, mà được, coi như là dùng tiếng danh từ thế gian là hiệu quả đó. Thì ở đây cũng muốn hỏi Thầy là giữa một người mà làm những cái việc từ thiện, làm những cái việc mà công quả, chỉ làm thôi mà họ chỉ làm là hưởng ứng thôi, còn một người có lòng tin mà A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, và kính mời quý vị đặt câu hỏi. Alo. A Di Đà Phật, và mời cô đặt câu hỏi. Dạ thưa thầy chú, cho con được con kính thầy và nhờ thầy từ bi chỉ dạy cho con. Như con có ông chồng con mất á, mà bây giờ đến một năm rồi, nhưng mà con cúng năm đầu mà con không có biết là mình cúng ngày âm lịch hay ngày dương lịch đó thầy. Xin thầy từ bi chỉ dạy, con cảm ơn thầy. Dạ đạo Phật, dạ con thỉnh thầy. Dạ kính thưa cô, ở trong cái nghi thức mà cúng mang tính tưởng niệm một năm người đã khuất, thì chúng ta cứ tính đủ 12 tháng chúng ta cúng thôi. Chúng ta đâu có quan tâm tới cái ngày âm lịch hay là dương lịch. Chúng ta cứ nghĩ rằng là 12 tháng chúng ta cúng. Nếu thói quen ở phương Đông thì chúng ta dùng ngày âm lịch. Còn ở Mỹ Quốc này người ta thường hay dùng cái tây lịch. Cho nên chúng ta cứ dùng tây lịch mà chúng ta cúng cho nó không có nhầm lẫn. Cái đó là chuyện bình thường. Và chúng ta hiểu cái ý nghĩa của cúng này không có nghĩa rằng là người ta vừa ăn đâu. Mà chữ cúng này nghĩa là kính. Kính là gì? Là kính trọng. Kính trọng cái người đã mất. Vì sao? Bởi vì đó là người ơn của chúng ta, người ân nhân của chúng ta, người có cái nghĩa tình với chúng ta. Và Thế Tôn nói rằng trên đời này hạng người nào mà tri ơn và báo ơn là hạng người khó có. Nhớ ơn và báo ơn là hạng người khó có. Còn vong ơn và báo oán, trả oán là rất nhiều. Bây giờ cho nên ở trong cuộc sống chúng ta giữ gìn, ông bà mình dạy cho chúng ta những cái phép tắc để chúng ta nhớ ông bà tổ tiên, nhớ những cái người sinh thành dưỡng dục chúng ta để chúng ta trở thành một người tốt. Nó giữ gìn cái căn bản đạo đức. Cái đó là chuyện quan trọng. Cho nên nó chỉ là cúng đó. Cúng tức là cái nghĩa nó là phải kính. Cho nên như không có kính thì cũng không cần cúng. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ rằng mỗi năm người đó sẽ vỡ ăn vậy thì mấy nhiều ngày khác không ăn nó đối chết còn gì. Thành ra là chúng ta đừng nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ là sự tướng niệm. Thành ra chúng ta chọn cái ngày âm ngày dương gì đó là tùy mình. Dạ cảm ơn đạo hữu. Dạ đạo Phật, dạ chúng con kính cảm ơn thầy và cảm ơn cô đã vừa rồi gọi vào đặt câu hỏi. Dạ kính bạch thầy, thì có muốn hỏi đây sự khác biệt giữa một người làm những việc phước đức từ thiện mà chỉ làm giống như cái nguồn máy vậy thôi, hướng theo thôi, còn một người làm với cái lòng tin. Lòng tin đây là mình gieo được cái nhân lành, lòng tin đây là mình làm cái việc này là cho những người khác cũng là hưởng ứng theo để làm nhiều việc thiện, thì cái sự khác biệt nó như thế nào? Vậy đó Phật kính bạch thầy. Không có khởi nguyện thì không có thành cái quả phước, chắc chắn là như vậy. Chúng ta nhớ có một bài kinh Thế Tôn nói trong A Hàm đó, phải có cái nguyện, tức là làm một cái điều tốt nào đó rồi phát cái nguyện, là cái nguyện đó, cái ý nghĩa của việc làm đó nó sẽ hướng vào đâu. Và cái tâm nó sẽ hướng vào đâu, tức là cái dòng ý nghĩa của chúng ta, mong mỗi kết quả này nó hướng xu hướng vào chỗ nào. Thì lúc đó cái quả phước nó sẽ hình thành lên ở trong cái bối cảnh đó. Còn nếu như mà cứ bình thường chẳng có nguyện gì cả,
Gió đi đâu thì theo đó, thổi đâu thì vừa đó. Như vậy thì nó không thành cái quả phước được. Nói thế không có nghĩa rằng không có nhân quả, nhưng chúng ta cứ nghĩ xem, hốt một nắm giống cứ vung vãi đến đại như vậy á, thì nó ra được mấy trái. Còn nếu như người này họ chăm sóc một cái hạt giống nó có chú ý đàng hoàng, gieo xuống chỗ nào và họ chăm sóc như thế nào và họ mong muốn hạt giống này sẽ như thế nào, thì chắc chắn cái kết quả ít nhiều nó vẫn diễn ra theo tâm ý của họ. Trên cơ sở đó để chúng ta thấy rằng á, là cái tâm hồi hướng đấy nó quan trọng lắm. Làm phước mà không có được sự chỉ dẫn của thấu hiểu thì cái phước đó không có nhiều đâu. Còn nếu như mà làm ở trong sự thấu hiểu đàng hoàng thì cái phước đó mới lớn. Vì vậy cho nên chúng tôi không có khuyến khích rằng các vị đi làm phước theo cái quán tính mà không có được sự dẫn dắt của tâm trí. Phải làm bằng sự dẫn báo của tâm trí đàng hoàng, chứ nếu không thì phước báo nó không có nhiều. Chúng ta cứ tra cứu trong kinh điển điều này, chúng tôi y vào kinh tạng mà diễn đạt, không dám tự đặt mình ra tự tự đặt ra cái nghĩa lý khác đâu. Dạ, cảm ơn các vị. Với Đạo Phật. Dạ, chúng con kính mời thầy. Cái câu kế tiếp mà ngắn thôi. Cái lời dạy này Đức Phật có dạy, có dạy thêm rằng là chúng ta sống ở đời nhất định phải có về cái niềm tin cho bản thân của mình. Có dạy về cái điều đó không thầy? Cái này thưa anh Nhật Tường á, là thầy muốn chú trọng ở chỗ là chúng ta cái niềm tin đó là cái gì, chúng ta phân tích cái tính chất của niềm tin. Tại vì nếu như không không phân tích chỗ này á, thì có nhiều người cứ nói là tin Phật, họ không biết tin cái gì và họ nghĩ rằng Đức Phật á, là có Đức Phật là xong, hoặc là Đức Phật là gia hộ cho họ là xong, hay là có Bồ Tát theo độ trì cho họ là xong. Như vậy thì cái niềm tin đó nó biến thành là thần quyền, nó biến thành một cái loại tín ngưỡng chứ không phải là niềm tin có trí tuệ. Cho nên từ đầu thầy có nói á, là cái tin như đó là gì, là khổ tập diệt đạo, tin vào chân lý. Cái chân lý đó nó được hình thành trong sự hiểu biết của chúng ta, hiểu biết sự thật và hiện tượng của thế gian, sinh già bệnh chết nó khổ và chúng ta tin nó khổ, chứ không phải rằng nó khổ mà chúng ta nói nó sướng, hoặc là nó sướng chúng ta nói là nó là khổ. Cho nên nó khổ thì Như Lai chân thật nói nó là khổ, nó an lạc Như Lai chân thật nói nó là an lạc. Và tính vào cái lời nói như vậy và sự quán chiếu của tâm trí mình, đây chính là chánh tín, tín nó như vậy đó, chứ không phải là cái niềm tin chỉ mang tính là cầu nguyện. Tin như vậy không phải là cái bản thể niềm tin thanh tịnh mà Đức Phật muốn dạy chúng ta. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải suy xét. Dạ, cảm ơn Nhật Thượng. Cái điều kế tiếp ở đây là vô cùng quan trọng. Cái này chánh pháp khéo tu trì đưa đến sự an lạc, thì giống như là con thì lúc nào con cũng liên tưởng tới cuộc sống hàng ngày, thì cuộc sống hàng ngày của mình như vậy. Thì bây giờ chánh pháp khéo tu trì, chánh pháp là gì? Thì bây giờ đơn giản là một người đời sống là cố gắng giữ năm giới, không nhiều chuyện, không đâm chọt, không làm những chuyện tà hạnh, những cái đơn giản như vậy, và cố gắng tu tập với niềm tin chân chánh, thì cuộc sống mình từ 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 đưa đến sự an lạc, có phải vậy không thầy? Vâng, 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu đều gọi là chánh pháp, và chúng ta khéo sử dụng ở trong đời sống hàng ngày thì đó là một cách sống mà nó dẫn tới sự chơn an lạc. Dạ, mô Phật. Ai Di Đà Phật. Giờ đây thì chúng con thỉnh thầy cho chúng con về cái thông điệp của cái chủ đề này trước khi chúng ta kết thúc chương trình. Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường rất là nhiều. Ở trong mấy câu kệ vừa qua thì chúng ta thấy có 4 vấn đề mà chúng ta cần nêu ra. Đó là gì? Đó là niềm tin, đó là một đời sống đưa đến an lạc, đó là vị ngọt tối thượng, đó là một đời sống tối thượng. Người nào thành tựu niềm tin kiên cố bất hoại, đây gọi là có gì, là thành tựu gì, thành tựu cái tài sản tối thượng. Mà có cái niềm tin kiên cố bất hoại, người này phải ít nhất là chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, đoạn được là 3 kiết sử. Và ở trong chánh pháp khéo tu trì thì tùy mình ở trong cái quốc độ nào và tiếp xúc được cái nguồn chánh pháp trên phương diện nào thì hãy khéo sử dụng và thực tập. Và thứ ba là gì? Đó là cái sự thật là điều quan trọng. Sự trực tâm là đạo tràng, sự thật trong đời sống là rất quan trọng. Nó chính là vị ngọt tối thượng mà chúng ta cố gắng giữ gìn và tôn thờ. Và tiếp theo, cuộc sống vun trồng trí tuệ cho chúng ta mỗi ngày được thăng hoa, được phát triển lên, đây chính là một đời sống cao thượng nhất. Thông điệp của chúng ta chỉ cần tóm tắt là như vậy. Cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Chúng con kính cảm ơn Thầy đã ban bố cho chúng con bài pháp hôm nay. Giờ đi, chương trình đã hết giờ. Con xin phép Thầy cho con kết thúc chương trình. A Di Đà Phật, Nhật Tường rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua. Kính chúc quý vị đời sống luôn luôn an lạc và kính hẹn quý vị vào thứ năm tuần tới lúc 8 giờ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật.